ngày tháng ấy em nhận ra chúng ta đã khác nhiều ngày xưa. Là do anh hay chính em thay đổi lòng? Em đã từng nói bao nhiêu lần rằng em thấy trong lòng giờ đây đã khác xưa anh phải không? Giờ anh muốn em làm sao để cho anh phải vừa lòng đây? Tình về ai em có nghĩ cho anh thế nào? Em nghĩ tình cảm đôi ta giờ đã phải đến lúc phải tan. Đừng biến mình cho trái tim đã mau đổi thay, và anh sẽ không giữ chân em nếu thật sự em muốn xa rời. Vì em biết trái tim đã mong muốn gì, và anh sẽ không nhắn tên em cho dù là anh nhớ em nhiều. Hãy thôi mong nhớ em cho vơi niềm đau, và anh sẽ không nói cho dù lòng anh chẳng như vậy. Tình yêu em khiến anh phải mang đắng cay, và anh sẽ không nói yêu em thêm một lần nào nữa trong đời. Từ đây hai chúng ta mỗi con đường riêng. Anh sẽ không nhắc tên em cho dù là anh.